sơ du học Mỹ. Thì hôm nay Tâm Đại Dương xin nêu những cái lý do vì sao mà không đủ điều kiện để được cấp visa. Thì theo điều khoản 214B của Bộ Luật Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ là điều khoản thường được áp dụng cho đương đơn bị từ chối visa không di dân. Viên chức phỏng vấn phải áp dụng điều khoản 214B để xem xét đương đơn có hội đủ điều kiện cho visa hay không. Điều khoản này thì nêu rằng mỗi ngoại kiều, tức là đương đơn xin visa, sẽ được coi như là có ý định định cư cho đến khi đương đơn và thời điểm xin cấp visa thuyết phục được viên chức lãnh sự rằng đương đơn hội đủ các điều kiện được cấp visa. Điều này có nghĩa là viên chức lãnh sự theo tinh thần của điều luật luôn xem đương đơn như là đang có ý định định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi đương đơn chứng minh được điều ngược lại. Còn nhấn mạnh là trách nhiệm phụ thuộc về đương đơn để chứng minh rằng đương đơn hội đủ các tiêu chuẩn cho visa. Đương đơn xin visa phải thuyết phục được viên chức lãnh sự những điều sau. Đương đơn sẽ rời khỏi Hoa Kỳ sau thời gian lưu trú tạm thời. Đương đơn có đủ khả năng tài chính cho chuyến đi của mình mà không tìm việc làm bất hợp pháp khi mà ở Hoa Kỳ. Mục đích vào Hoa Kỳ là chính đáng theo loại visa của đương đơn. Đương đơn có thể đưa ra những chứng minh dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng khi tổng hợp lại thì chúng đủ thuyết phục viên chức lãnh sự tin rằng những mối ràng buộc về xã hội, gia đình, kinh tế và các sự ràng buộc khác ở Việt Nam của đương đơn buộc đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ khi kết thúc thời gian lưu trú tạm thời. Những ràng buộc được đề cập ở đây thì phụ thuộc vào những khía cạnh cuộc sống của đương đơn, mà chúng thì ràng buộc đương đơn với nơi mình cư trú, bao gồm những mối quan hệ gia đình, công việc và sở hữu tài sản. Trong trường hợp đương đơn còn nhỏ tuổi thì viên chức phỏng vấn sẽ xem xét về trình độ học vấn, bảng điểm, tình trạng của cha mẹ của đương đơn và những kế hoạch trong tương lai cũng như là sự triển vọng tiềm năng của đương đơn ở Việt Nam. Mỗi đương đơn thì có một tình trạng khác nhau, sẽ không có một câu trả lời chung cho đương đơn để chứng minh mối ràng buộc này. Đương đơn nên chuẩn bị trình bày các trường hợp của mình rõ ràng và mạch lạc. Đương đơn có thể yêu cầu buổi phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Những ràng buộc có đủ thuyết phục để được cấp visa không thì khác nhau từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ nền văn hóa này đến nền văn hóa khác và từ cá nhân này đến cá nhân khác. Tất cả các viên chức lãnh sự đều có kiến thức về tình trạng địa phương và luật di trú của Hoa Kỳ để giúp họ trong việc đưa ra quyết định. Bị từ chối theo điều luật 214B thì không phải là bị từ chối vĩnh viễn. Nếu đương đơn đã bị từ chối trước đây và hiện tại thì đương đơn có thêm thông tin mới về tình trạng của đương đơn thay đổi đáng kể, đương đơn có thể xin phỏng vấn theo đúng thủ tục như là đương đơn khác. Phỏng vấn lại cách duy trì để hồ sơ của đương đơn được xem xét lại. Một quan điểm sai lầm về điều khoản 214B là việc hội đủ điều kiện cho visa chỉ là vấn đề về cung cấp thêm giấy tờ. Quyết định về visa không đơn thuần chỉ dựa trên giấy tờ. Viên chức lãnh sự dựa vào tình trạng chung của đương đơn để quyết định xem đương đơn có đủ tiêu chuẩn và điều được quy định và có ý định định cư hay không.